Mình sẽ mua vé để đi phương tiện công cộng ở Brussels mọi người. Đầu tiên này có 4 tiếng lận tiếng Pháp với Hà Lan, nhưng mà mình chỉ biết mỗi tiếng Anh thôi. Rồi sau đó nó có hai cái này là dành cho mấy người mà có thẻ Mobit nè, Mobit card, coi như cái thẻ nạp tiền vô đó người ta xài. Còn mình thì mình không phải người ở đây á, mình không có cái thẻ đó, mình sẽ cho mua thẻ giấy bình thường thôi. Thì cái thẻ giấy nè, giờ mình trong một ngày thì mình đi cũng khá nhiều, thì chắc mình sẽ mua vé một ngày với 8 euro. Đoán cho anh. Ở trên thì vé một lượt trong 60 phút thì 2,6 €. Muốn đổi nhiều chuyến thì đi cũng được, nhưng mà chỉ có trong 60 phút thôi. Thì giờ mình chọn mua vé một ngày. Mình mới mua vé ở cái máy này nè mọi người. Mọi người đi kiếm cái máy này để mua vé để đi các phương tiện công cộng ở Brussels nha, như là đi bus, đi tram, đi metro gì đó, là mình sẽ mua vé ở đây. Yeah. Cái đó đâu ta? Này gì đề Stockholm. Quá trời người ta bay luôn hả? Không hả? Cung tê này là chỉ là bên mới mình đi Lari á. Điện ban theo ông á, mấy ông trong cái hầm mộ á, cung tê nhiều lắm. Thank you.
mở bên kia. Lên cho nó rất là nhanh rồi. Bonjour, Poussin. Bonjour, madame. Cái gì không? Thì Hải Hoàng Môn kìa. Hải Hoàng Môn của bạn. Bonjour, Poussin. Good dog, Poussin. Good morning, Poussin. Đường phố Poussin. Và buổi sáng chủ nhật. Đang thoải mái không mọi người? Năm tháng 11, 2013. Trước mặt chúng ta đó là Hải Hoàng Môn của Bỉ. Cây lá mùa thu dần hè. Ủa sao mình giờ mình đi cái trạm này nó mau tái quá vậy? Hồi đó mình đi cái gì mà mình đi bộ quá trời. Đó mình đi nó như đầu công viên kia. Nên tiếng gần hơn nhờ để vào mông rồi nè mọi người. Chỗ này là cái như cái công viên vậy đó. Ta có thể đi bộ, tập thể dục, chạy bộ. Ồ, một thu lá vàng đẹp chưa. Tụi mình bây giờ đang đi vào công viên. Công viên này nè, là ngày xưa á, nếu mọi người có biết lịch sử thì nước Bỉ á là độc lập từ khoảng 1800 mấy chục thôi, tách từ Hà Lan ra thì từ vua Leopold 1, nhưng mà tới đời ông Leopold 2 á, sau kỷ niệm 50 năm ngày mà thành lập nước Bỉ thì họ mới làm cái công viên này để kỷ niệm. Thì đó, cái Hải Hoàng Môn này là công viên người ta tới Bỉ ta cũng hay tới để tham quan. Và kế bên cái công viên này nè, bên trái này nè, có cái bảo tàng xe cũ. Mưa quá, có cây dù ngu hoài luôn. Mưa quá à. Lá thu vàng na 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 na. Vỡ cái chút bạc nó tối liền nóng. Hỏi chị hồi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng, liệu có thuốc vàng mình sốt xuống được không? Mưa là mưa. Cái mưa nữa. Có nơi nào trông như lá siêu bừng. Vàng quá, vàng quá.
B. Mình đang ở quán Bubble Tea and Food. Quán này nằm ở gần ga B, ở trung tâm Brussels. Đây là quán người Việt, bán đồ ăn Việt Nam. Có các món như là phở nè, bún bò Huế, bún bò chả giò, bánh mì, trà sữa, trà trái cây, cà phê. Chú đang làm bánh mì á. Được không? Món chả lụa. Nhưng cái này nữa ở ngoài thành nữa ở cũng tương tự. Có đồ chiên có có ngòi dứa. Cái gì đây? Ngàn năm rồi mới biết, mới thấy nó mở cửa. Này nó tu sửa nè, nó sửa xong rồi. Này nghe tụi mấy cục đá bỏ vô quá. Về. Toàn cảnh. Đây. Này là hồi xưa. Nó tan chạy ở đây luôn vậy. Cái gì vậy? Thank you.
Ờ, sợ rớt vào đầu hả? À biết. Cái gì vậy? Merci. Ủa này gì vậy? Paki. Long rest. Hello. Ủa gì vậy? Nít quá tại cả. There's a new world. À. Ủa ra cửa sao rồi? Cửa. Cà phê. Cứ vậy ai coi trời. Tốn điện. Nó ghi tên mấy thành phố. Anh web Anvers trong tiếng Pháp. Nãy có ba khi nữa. Xuống dưới được không ha? Nó quảng cáo có mấy cái shop gì ở tầng âm 1. Đây. Shop gì dán que vậy? Xì tay vậy? ba kiểu. Không có con nền gì vậy? Mùa rẻ hơn ghế chứ. Kia phải 10 11 gì á. Cái này làm từ mấy cái két bia nè. Mấy két bia nè, tao làm như thế nào? Cái gì vậy? Mình lấy chìa khóa cái mình đeo cho ta như cái đồng hồ vậy đó. Hay hơn. Hay hơn một hơn. Tại sao? Tốn tiền không? Chứ khóa lại mở ra thôi chứ sao lại tốn tiền ha. Cái rau dộ. À đúng rồi. Nghe giống rồi đó. Cái rau dộ gì? Đâu cái rau dộ đó đâu? Chắc bốn bề công viên. Thấy quen quen rồi đó. Hồi đó mình có đón xe đâu đây nè. Đi đi rồi. Sao mùa thu có đẹp không? Ai biết. Lại lên kia coi. Chắc cái mặt khác. Cái mặt khác của công viên là cái đôi dỗ. Đi đường nào? Đây hay đây? Có ba mày ăn xanh xà. Cái gì? Này là Park de Bruxelles không? Bruxelles. Park de Bruxelles. Mùa thu. Hồi mùa thu đang ru miên man. Mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Có cô ta không?
người ta chặt quá trời. Sa tận bảo hay gì? À. Ồ nha, cái cây đó nó bị tát kìa. Ghê quá. Bảo. Có cái hồ gì á, đi kiếm cái hồ. Mùa thu nắng vàng. Hồi sập nắng luôn rồi. Mình cắn thắng rồi. Đi theo đi chơi. Ủa dụ gì? Đi theo à? À mua quà. Mua quà có hình cậu bé tè. Chắc đoàn công du quá. Đoàn công du qua đây mua bịch quà cả. Hay là được tặng. Đi hội thảo được tặng. Ừ, đúng không tới á. Chắc mới đi hội nghị bịch đá quá vậy. Đã thì chắc có sô-cô-la. Mỗi người bịch. Ủa có mấy con hà mã gì? Cũng ngàn quen rồi đó. Quen hả? Chưa mình có đi tới đây hình như mình đi từ đầu bên kia mình qua đâu. Ờ à. Chưa nó còn chặn hà dịch đó. Ờ à. Hồ bây giờ hả? Ai chó biết? Chó mà lại gì? Chắc cái hồ hả? Chó dữ rồi. Tự nhiên nắng lên. Hà mã phải không? Hà mã đầm lầy. Romeo và Juliet. Ủa? Ủa collection family Tintin. Romeo à. Là con hà mã, Juliet là con vợ. À hả? Đang tèo lên kìa. Gì vậy? Con này con gì á? À biết. Bán hà mã không? Đúng rồi. Không biết. Chó hả? Mình đi đây rồi nè. Ừ. Đi đây rồi. Chưa đâu có máy quay. Tưởng gì. Đi nát cái này. Đi đường nào? Hồi đó mình có tới vỏ đá đá trồng. Đây là một cái hồ đó. Đó mình có tới mấy cái này nè. Mà lúc đó nó không có đèn. Lá vàng. Đây là cái hồ hả? Có cái hồ bự hơn mà. Đó mình có tới đây rồi. Còn mấy con quạ bự ghê kìa chồng. Mấy con quạ bự ghê.
Ôi, cái gì đây? Che dù đây làm gì? Che dù gì ạ? Thấy dòng bạn quay thấy không ạ? Đây là có con hà mã nó đang che dù, nhưng mà nước thì chảy trong cái dù. Đây là lấy thịt đè xe. Ồ, con này là con cat chứ không phải là con hà mã. Just this once, a car gets run over by a cat. Ồ, chiếc xe thiệt, 2021 luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Wow, có con khỉ khô gì đẹp da hoàng không? Wow, chắc là chói thiệt. Wow, chị yêu hoàng không? Africa. Ủa châu Phi. Ừ. Ồ, đẹp quá. À, cái chỗ phun nước hồi nãy chị. Ồ, ở dưới có cái hồ đẹp, chị xuống dưới chơi. Nhìn giống công viên ở Pháp. Công viên gì? Versailles. Ông đó đang cầm cái kiếm. Mấy cái tượng cầm đầu cầm kiếm. Dưới có con này không? Lạnh quá. Một mùa thu tàn úa, lá vàng rơi khắp sân. Mình ảnh nơi đây thanh 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 thanh. Người yêu ấy có vội cắm rừng. Thôi coi chừng. Người ta lùm nó này biết. Người yêu ơi có biết em nhớ anh nhiều lắm nhỉ? Những đêm trăng giấc mơ tay nắm tay hẹn hò. Không biết bao giờ rằng anh còn đây. Tình yêu ta thắp lên ôi mùa xuân tuyệt vời. Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm. Hả? Gì? Làm cái mặt. Lên ôi mùa xuân tuyệt vời. Người ơi có biết anh nhớ. Máy bay đâu bay hoài. Đừng xuống. Tự nhiên có hai cái cần cẩu gì á. Đang cảnh đẹp. Đi bà chưa tới nữa. Chắc công trình gì á, ai biết. Rồi cái hồ nóng ghê hả. Hồ có mấy con vịt ở dưới gốc cây. Hồ xuống dưới à. Đúng không? Ủa nó đi rồi. À, có cái cây liễu hay gì đó. Lá mùa thu nắng chiếu vô vàng rượm luôn. À, cái cây đẹp quá. Cao dữ vậy. À, mặt trời sắp lặn rồi. Vịt với tân rồi. Cứu tôi. Trời ơi.
they seem to drown me instead. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. But now I've realized you were what I needed this whole time. I've been around, no one else has got me feeling this way. Every minute, every hour I spend is on you every single day. I've always wondered what it takes to fill this empty void inside. Something about you makes me wanna be with you for a long time. Giấc này á, cái nắng nó chiếu vô cái nhìn nó đẹp ha. Nếu mà đi sớm hơn chắc nó không đẹp đâu. Ồ, có con gì bơi quá trời. Ồ, cái hàng cây đằng kia nó màu nó vàng rồi đó, mà nó hơi tấu luôn á. Dịch thấy hay nghe vậy. Trời tối thui, trời đã lặn rồi mọi người. Và chỉ ít phút nữa thôi, mọi thứ sẽ tối thui. Mình quay cũng hết đẹp luôn. Video này hay, mọi người cho Little Five xin một lượt đăng ký và một lượt like nha. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là động lực để Little Five tiếp tục trong cuộc hành trình xê dịch và giới thiệu nhiều địa điểm hơn trong tương lai. Little Five xin cảm ơn tất cả sự đồng hành.